Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến quý khán giả những thông tin nóng và được cập nhật mới nhất trên kênh Tin 24 giờ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo một nguồn tin từ Liban, trong vụ loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ gây thương vong tại Liban những ngày gần đây, thuốc nổ PETN, một trong những loại thuốc nổ mạnh nhất, được cài vào hộp pin của các thiết bị trên một cách tinh vi nên cực kỳ khó phát hiện. Nguồn tin trên cho biết, ngay cả khi hộp pin tách rời với thiết bị vẫn có thể phát nổ được. Theo một nguồn tin an ninh khác, khoảng 3 gram thuốc nổ được giấu trong các máy nhắn tin từ vài tháng trước khi xảy ra các vụ nổ. Những hình ảnh chụp phần còn lại của các máy bộ đàm sau khi phát nổ có phần nhãn ghi nhãn hiệu Ecom sản xuất tại Nhật Bản. Tuy nhiên, công ty Ecom cho biết đã ngừng sản xuất thiết bị này từ thập niên trước và những sản phẩm đang bán trên thị trường hiện nay đều là hàng giả. Theo giải thích của ông Yoshiki Enomoto, đại diện công ty Ecom, rất khó cài thuốc nổ vào cấu phần chính của bộ đàm do các mạch điện tử được sắp xếp rất chặt, vì thế nhiều khả năng thuốc nổ được cài vào hộp pin rời. Tiếp tục các phản ứng của cộng đồng quốc tế về các vụ nổ tại Liban, trong một phát biểu, người đứng đầu chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, nhấn mạnh dù các cuộc tấn công có vẻ như là có mục tiêu nhưng đã gây thiệt hại nặng nề cho dân thường. Ông Borrell nêu rõ, EU kêu gọi tất cả các bên liên quan ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện có thể gây hậu quả nặng nề cho toàn bộ khu vực và cả an ninh chính trị thế giới. Mới đây, một nguồn tin tình báo Mỹ xác nhận với kênh ABC News rằng Israel có vai trò trong sản xuất các máy nhắn tin vừa bị kích nổ nhằm vào các tay súng Hezbollah và loại chiến dịch ngăn chặn chuỗi cung ứng này đã được lên kế hoạch ít nhất 15 năm. Theo nguồn tin trên, kế hoạch cho vụ tấn công liên quan đến các công ty vỏ bọc, trong đó có nhiều nhân viên tình báo Israel và tài sản đứng sau một công ty hợp pháp chuyên sản xuất máy nhắn tin. Đáng chú ý, có một số người tham gia vào công việc này không biết họ thực sự đang làm việc cho ai. Lần đầu được tờ The New York Times đưa tin về vai trò của Israel trong sản xuất máy nhắn tin. Theo các nguồn tin, từ 28 đến 57 gram thuốc nổ và một công tắc kích nổ từ xa để kích nổ đã được cài vào trong các máy nhắn tin. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Liban, các vụ nổ ở Liban xảy ra do khi máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ đã làm ít nhất 37 người thiệt mạng và 2.931 người bị thương. Cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel đã nghiêm trọng hơn vào ngày 19 tháng 9 khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào Liban và Hezbollah đáp trả. Đến thời điểm hiện tại, cả BAC Consulting, công ty có trụ sở tại Hungary, được ký hợp đồng sản xuất các máy nhắn tin thay mặt cho công ty Gold Apollo ở Đài Loan, Trung Quốc và công ty Gold Apollo đều chưa phản hồi yêu cầu bình luận của ABC News. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 9, lãnh đạo cơ quan quốc phòng Đài Loan, Trung Quốc Cố Lập Hùng tuyên bố Đài Loan không liên quan đến vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin gần đây ở Liban. Hãng tin CNA dẫn lời ông Cố Lập Hùng phát biểu trước Viện Lập pháp Đài Loan Trung Quốc nêu rõ, không cần phải vô cớ lôi kéo Đài Loan vào vấn đề này. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Quách Chiêu Y đã khẳng định Đài Loan không sản xuất máy nhắn tin có thể phát nổ. Trong cuộc diễn biến, một phát ngôn viên của chính phủ Hungary nói rằng các máy nhắn tin phát nổ ở Liban chưa từng ở Hungary và công ty ABC Consulting chỉ là một trung gian thương mại, không có cơ sở sản xuất hoặc hoạt động ở Hungary. Trong khi đó, trong bài phát biểu ngày 19 tháng 9, lãnh đạo Hezbollah là Hassan Nasrallah chia sẻ rằng ba lãnh đạo cao cấp của nhóm này dùng các máy nhắn tin cũ, không phải các thiết bị mới được sử dụng trong vụ tấn công vừa rồi. Các thiết bị phát nổ được nhập vào Liban 6 tháng trước. Hezbollah đã bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về các vụ nổ. Lãnh đạo Hezbollah nói không phải tất cả các máy nhắn tin đều được phân phát và một số đã bị tắt. Ngày 19 tháng 9, phái đoàn thường trực của Liban tại Liên Hợp Quốc cho biết kết quả điều tra sơ bộ của nhà làm ở Liban. Một trong những tâm điểm của quốc tế những ngày qua đó là liên tiếp các vụ nổ máy nhắn tin và bộ đàm khắp Liban khiến ít nhất 32 người chết và hơn 3.000 người bị thương, gồm cả chiến binh Hezbollah. Nhiều chuyên gia cho rằng vụ nổ hàng loạt thiết bị liên lạc của Hezbollah tại Liban không chỉ gây chú ý bởi tính chất công nghệ cao của nó, mà còn làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực. Cũng giống như nhiều người khác, ông Mustafa Jama, chủ cửa hàng thiết bị điện tử ở thành phố Sidon Liban, vô cùng ngạc nhiên trước những vụ nổ này.
Điều này chưa từng xảy ra ở đây. Chúng tôi không lường trước được. Chúng tôi chẳng biết có nơi nào đã từng xảy ra những vụ tấn công tương tự chưa, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến những vụ việc như thế này. Đáng chú ý là các vụ nổ nhắm vào các thiết bị liên lạc của tổ chức Hezbollah. Điều này cho thấy đây có thể là một cuộc tấn công có chủ đích, sử dụng công nghệ cao để vô hiệu hóa hệ thống thông tin của đối phương. Một trong những kịch bản cho thấy đây mới chỉ là sự khởi đầu nhằm gián đoạn mạng lưới liên lạc của Hezbollah. Nó cảnh báo về nguy cơ một chiến dịch quân sự lớn hơn nhiều tại Liban, mà ở đó Hezbollah sẽ chẳng thể liên lạc được với nhau. Đây cũng là một tội ác bởi nó đã gây ra thiệt hại về thể chất cho dân thường, có thể dẫn đến tàn tật vĩnh viễn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Phản ứng trước sự việc Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau các vụ tấn công, chính phủ Liban đã yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc, coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia. Israel chưa bình luận trực tiếp về các cuộc tấn công. Các nguồn tin an ninh cho biết là cơ quan gián điệp Mossad, vốn có lịch sử lâu dài về việc thực hiện các cuộc tấn công tinh vi tại nhiều quốc gia, có thể liên quan đến những vụ việc này. Các chuyên gia an ninh quốc tế cho rằng đây có thể là một ví dụ điển hình của chiến tranh công nghệ hiện đại. Sự kiện này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo mật thông tin của các tổ chức quân sự và bán quân sự trong khu vực. Nó cũng cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ trong các cuộc xung đột hiện đại. Nhiều quốc gia và tổ chức cũng bày tỏ quan ngại về việc sử dụng vũ khí công nghệ cao trong các cuộc xung đột và kêu gọi các bên kiềm chế để tránh làm tăng căng thẳng trong khu vực. Các vụ nổ vài ngày qua không được coi là hành động quân sự hoặc an ninh chống lại một thực thể quân sự, vì thiết bị này được mọi người ở Liban như là bác sĩ, kỹ sư, nhân viên bệnh viện cùng nhiều người khác sử dụng, chứ không chỉ riêng là Hezbollah. Do đó, cuộc tấn công này là một cuộc tấn công nhằm vào bộ máy dân sự nói chung. Liệu phương thức tấn công qua các thiết bị điện tử như vừa qua có chỉ giới hạn trong phạm vi Liban hay không, hay là sẽ mở rộng một phong trào chạy đua vũ trang công nghệ để phục vụ cho các cuộc chiến tranh trong khu vực? Mới nhất, cơ quan hàng không dân dụng Liban đã quyết định cấm mang các máy nhắn tin và bộ đàm lên máy bay. Những diễn biến đang khiến cho khu vực Trung Đông nhìn nhận làn sóng các vụ nổ tại Liban vừa qua không còn là vấn đề của riêng Hezbollah hay Liban. Dù thủ phạm vẫn chưa được xác định, nhưng rõ ràng đây là một bước ngoặt trong cách thức tiến hành xung đột tại Trung Đông. Sự kiện này đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của chiến tranh công nghệ cao và an ninh mạng, không chỉ trong khu vực mà còn là trên toàn cầu. Tình hình gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Liban và Syria đã gây nhiều thương vong. Trong đó, có nhiều thành viên của lực lượng Hezbollah ở Liban đã buộc nhiều hãng hàng không quốc tế phải điều chỉnh lịch trình bay, thậm chí là tạm dừng hoàn toàn các chuyến bay đến khu vực này. Quyết định trên nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trước những rủi ro tiềm ẩn. Tại sân bay quốc tế Ben Gurion, Israel, nhiều hành khách đang phải đối mặt với tình trạng gián đoạn chuyến bay trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông trong những ngày qua. Nhiều chuyến bay đã bị hủy trên khắp khu vực vì nhóm chiến binh Hezbollah tuyên bố sẽ trả đũa Israel ngay sau khi cáo buộc nước này kích nổ máy nhắn tin trên khắp Liban. Tôi không đặt vé, không đặt phòng khách sạn cho đến tận 12 giờ trưa nay vì tôi thực sự không chắc là chuyến bay này có diễn ra hay không. Tôi cảm thấy khá là căng thẳng về điều này. Tôi muốn cuộc sống bình thường của tôi mà không có nhiều nỗi sợ hãi và tin tức khiến tôi cảm thấy bất an như này. Được biết, hãng hàng không Air Algeria của Algeria đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Liban cho đến khi có thông báo mới. Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India cũng tạm dừng khai thác các chuyến bay theo lịch trình đến và đi từ Tel Aviv cho đến khi có thông báo tiếp theo. Hãng hàng không Air France thông báo do tình hình an ninh tại các điểm đến, hãng sẽ đình chỉ các chuyến bay từ sân bay Charles de Gaulle đến Beirut và Tel Aviv. Hãng hàng không Lufthansa của Đức cũng công bố quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv và Tehran cho đến hết ngày 19 tháng 9. VAE, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu, cũng đã hủy bỏ các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv cho đến ngày 26 tháng 10. Tương tự, hãng hàng không giá rẻ IAG của Tây Ban Nha cũng đã hủy các hoạt động đến Tel Aviv cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2025. Anh khuyến cáo các hãng hàng không nước này tránh đi vào không phận Liban từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 4 tháng 11. Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ EasyJet của Anh đã ngừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv vào tháng 4 và sẽ chỉ nối lại hoạt động vào ngày 30 tháng 3 năm 2025. Trong khi đó, hãng hàng không United Airlines của Mỹ cũng tạm thời đình chỉ các chuyến bay đến Tel Aviv trong tương lai gần do lý do an ninh. Tại châu Á, hãng hàng không Cathay Pacific có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc cũng đã hủy tất cả các chuyến bay đến Tel Aviv cho đến ngày 27 tháng 3 năm 2025.